cá quá trời cá, cá cá bột bù xà bao ngoài đó. Nó bị xong nó xong hả? Đó ta còn lôi gì đó đó. Ta còn lôi gì lên đó mà. Cá này hai. Bao cù ở dưới quê. Quá trời cá luôn, cá phi không. Trời ơi, cá lần hai. Quá dặn cá lần hai bự chừng răng luôn. Trời ơi. Con cá lần, con cá lần hai đã ta. Ba không cân 8 kg mà về cân này còn 7 kg à. Ba về cân mất 1 kg luôn cá. 8 lạng à. Bự vậy mà có 8 lạng ha. Còn con mèo con, không? Con đó hả? Con cá nào ha. Con nhỏ con lớn gì đó. Con mèo không? Còn đó có đó cá phi mà. Ờ cá thác lác. Cá thác lác con đó đó chứ gì. Lần hai với nó. Này á, bỏ vô cái bình đi để lắc. Đó lần hai cá thác lác ngon không chứ? Bỏ nó vô đó đi. Cá thác lác ấy hơn chứ. Cá thác lác rồi cá gì nữa? Cá sạc tùm lum hết luôn. Ủa, con nào đấy? Con cá là cái gì ta? Cái rảnh hả? Này cá sạc. Không có con này đâu, con này nè, con đỏ đỏ nè. Rồi, hết rồi. Rồi tính ký đi. Được rồi, thôi mấy cái sạc để cho nó. Ở nhà vậy còn có nhiêu đây để ăn cơm nè. Có cá đấu luôn kìa. Người có cá đói nữa gì á. Cái này có đói không? Có đói. Trời, con cá lần hai quá đã. Bao cù. Giờ đang vũ lưới. Giờ vũ lưới về hả? Nói ra ngoài xe đó mấy xe cá phi luôn mà. Này là cảnh bao cù ở dưới quê cả nhà. Giờ người ta cũng bao xong rồi. Tại mình mất làm. Cái hồi mình làm mình nghỉ trưa mình thấy người ta bao cù, lúc đó người ta căng cá xong hết rồi. Thôi giờ mình cũng xin kết thúc clip ở đây luôn nha. Mình xin chào cả nhà.